Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ tình trạng đáng lo sau khi bị chấn thương chân. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ tình cảnh khó khăn hiện tại cho biết đang rất hoang mang. Trong chuyến lưu diễn ở Mỹ hồi tháng 2 vừa rồi, Đàm Vĩnh Hưng chẳng may gặp sự cố trong lúc diễn trên sân khấu. Anh bị chấn thương ở chân, phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng để vết thương hồi phục. Điều này gây ảnh hưởng đến công việc của nam ca sĩ, khiến anh phải rời lịch tổ chức live show. Đàm Vĩnh Hưng phải rời lịch tổ chức live show, nghỉ ngơi ít nhất một tháng vì chấn thương ở chân mới đây trên trang cá nhân đàm vĩnh hưng gây chú ý với bài đăng tiết lộ tình trạng hiện tại giọng ca nửa vầng trăng cho biết anh tỏ ra mạnh mẽ giữa sự cố lần này nhưng có lúc cảm thấy lo lắng stress và thậm chí là mất ngủ nam ca sĩ cho biết còn nhiều công việc cho live show lần này nhưng vì bị chấn thương nên hiện tại rất mong chân mau lành đàm vĩnh hưng cho biết hiện tại anh rất lo thường xuyên bị mất ngủ sau khi bị chấn thương ở chân nguyên văn chia sẻ của đàm vĩnh hưng một góc nhật ký bị xé rách thật ra đêm nào cũng ngủ rất chập chờn Trừ khi nào dùng thuốc ngủ thì mới được giấc ngủ dài dài chút. Mình luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ như bao người đã mặc định cho Đàm Vĩnh Hưng là phải như chiến binh, luôn là hero, luôn phải chiến thắng, là để mọi người xung quanh không stress theo thôi. Chứ thật ra rất hoang mang và lo muốn bạc đầu, vừa bị vết thương hành, vừa lo lắng đủ thứ. Bài vở, phải học khá nhiều bài, vì phải nuốt tới 18 cái mát sắp loạn xà ngầu. Còn thêm mười mấy bài đơn cũ mới, lo áo quần cho chương trình lo vé lo quảng bá lo nóng ruột cho chân mau lành để còn tập chương trình tập nhảy nhẹ nhẹ nhất có thể nặng quá thì bỏ qua và còn vô số những câu hỏi khi đêm xuống còn mỗi mình ta bên dưới bài đăng nhiều đồng nghiệp và khán giả đã để lại bình luận an ủi động viên đàm vĩnh hưng trước sự cố lần này thương anh chúc anh mau lành để có thời gian tập dợt cho dâu diễn nhé mau khỏe rồi mọi chuyện sẽ ổn sâu sẽ thành công rực rỡ ạ à. chúc cho chú mau khỏe mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đàm Vĩnh Hưng làm phim tiểu sử về cuộc đời và sự nghiệp của chính mình. Đàm Vĩnh Hưng tổ chức họp báo công bố dự án điện ảnh mới có tên Hào Quang Rực Rỡ. Theo kinh, đây là dự án điện ảnh theo thể loại phim tiểu sử, biopic kể về cuộc đời nhiều thăng trầm và hành trình 25 năm sự nghiệp ca hát của Đàm Vĩnh Hưng. Tại Việt Nam, dòng phim điện ảnh tiểu sử về nhân vật nổi tiếng còn khá mới mẻ. Sau thành công của em và trịnh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, Hào Quang Rực Rỡ, The King là dự án phim điện ảnh tiểu sử tiếp theo của điện ảnh Việt có kinh phí đầu tư lớn được đưa vào sản xuất. Đây cũng là lần đầu tiên có nhà sản xuất phim Việt mạnh dạn làm phim tiểu sử về nhân vật nổi tiếng đang còn đương thời, Hào Quang rực rỡ. The King sẽ tái hiện cuộc đời đa sắc màu của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trải dài qua nhiều giai đoạn của nền giải trí âm nhạc Việt Nam từ thập niên 80 đến 90 cho đến nay. Bên cạnh đó, những góc khuất đời tư lẫn những tranh cãi, va chạm suốt quá trình hoạt động trong showbiz của Đàm Vĩnh Hưng cũng sẽ được thể hiện chân thực, trọn vẹn và đầy cảm xúc trên phim. Tại buổi họp báo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết, tôi đã ấp ủ ý tưởng thực hiện phim điện ảnh về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình từ rất lâu rồi nhưng mãi đến tận hôm nay kế hoạch đó mới chính thức khởi động. Trùng hợp lại đúng luôn vào dịp kỷ niệm 25 năm sự nghiệp ca hát của Đàm Vĩnh Hưng. Tôi được gặp những bạn trẻ có tài, họ đều là những người rất giỏi trong lĩnh vực của họ đang theo đuổi. Đúng người, đúng thời điểm không có lý do gì mà tôi trần trừ nữa. Tôi gật đầu đồng ý giao phó câu chuyện đời mình cho họ liền. Dự án phim điện ảnh tiểu sử hào quang rực rỡ, The King được sản xuất bởi MAZ6 Pictures với ekip sáng tạo phát triển kịch bản dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời ông Hoàng Nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng. Đây là nhà sản xuất đã có những thành công và gặt hái nhiều giải thưởng qua chuỗi phim điện ảnh gái già lắm chiêu và gần nhất là vũ trụ mỹ nhân nghệ sĩ nhân dân lê khanh cũng tham gia vào đội ngũ sản xuất với vai trò huấn luyện diễn xuất hóa thân cho các diễn viên trong phim tại buổi họp báo ca sĩ đàm vĩnh hưng và ekip cho biết sẽ bắt đầu công tác casting các diễn viên đóng vai ca sĩ đàm vĩnh hưng qua các giai đoạn cuộc đời từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành bên cạnh đó các nhân vật có ảnh hưởng xuất hiện trong cuộc đời của đàm vĩnh hưng như mẹ hoài linh dương triệu vũ vũ hà cùng những ca sĩ nổi tiếng cùng thời làn sóng xanh như ca sĩ mỹ tâm lam trường đan trường cũng sẽ được tuyển chọn qua các buổi casting công khai khắp cả nước. Hoa hậu Thùy Tiên cùng dàn sao đến dự họp báo ra mắt dự án phim điện ảnh tiểu sử hào quang rực rỡ. Theo kinh, đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ, chúng tôi sẽ phát triển kịch bản theo hướng đây là một bộ phim mang nhiều yếu tố giải trí, màu sắc thanh xuân trẻ trung, tươi sáng chạm vào ký ức thanh xuân của rất nhiều khán giả. Và đây cũng sẽ là một bộ phim đầy nhiệt huyết và đam mê về giai đoạn đầu rực rỡ của nền âm nhạc Việt thông qua hành trình trở thành ngôi sao ca nhạc Đàm Vĩnh Hưng. Cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng, sở hữu một nghìn đôi giày, mê các món ăn liên quan đến mắm Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ thú vị về loạt sở thích cá nhân, thói quen sinh hoạt hàng ngày khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Là khách mời trong chương trình chuyện tối cùng sau tuần này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có cuộc trò chuyện thân mật với MC Lê Đình Minh Ngọc về những câu chuyện đời, chuyện nghề của mình. Gần đây, Đàm Vĩnh Hưng cho ra mắt album cuối cùng nằm trong dự án dạ khúc cho tình nhân kéo dài suốt 18 năm qua của mình. Album cho cuộc tình đã mất có 36 ca khúc được nam ca sĩ kết hợp thành 10 bản mát giáp. Chính vì là album cuối cùng nên Đàm Vĩnh Hưng đã dành khá nhiều thời gian và tâm huyết để hoàn thiện. Chia sẻ trong chương trình, nam ca sĩ nói, tất cả các dự án của tôi luôn đến số 10 là dừng lại, chưa bao giờ có 11, 12. Album nhạc trẻ cũng vậy, sau đó là các số ngoại truyện, không có số thứ tự. Tôi muốn hát thật nhiều nên đã phải quan sát nhiều hơn giữa trào lưu nghe nhạc hiện nay của giới trẻ. Tôi thấy các bạn hát kiểu lo-fi, hát kiểu mới, nhẹ nhàng kiểu Gen Z nên nhạc gì họ cũng đón nhận chứ không riêng gì nhạc xưa. Do đó, tôi chọn cách mát sắp để vừa được nhiều bài, vừa mang lại không khí mới lạ, tiếp cận được khán giả trẻ và may được chiếc áo mới cho bolero và cho cả người xưa. Quá nhiều yếu tố để mình quyết định. Đây cũng là bài toán mà tôi đã giải được cho album lần này. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, không độc đáo, không mới lạ thì không phải phong cách của Đàm Vĩnh Hưng. Chính vì thế. Album lần này nam nghệ sĩ phát hành dưới dạng chiếc máy phát đĩa.